nơi chung cái nia chân sợ bài của sợ bài miền hướng chớn của miền hướng chớn chân bàn nơi cái nông thó lục ai miền được thà bầm mùi lẹ cả nạ làm bay ru nơi mùi cái nia bàn sọc á thì mùi lục ai miền mê ta kai cầm mê ta kai cầm miền này thay chê chui cái ủa thật kì plech hát hỏi ai plech xa chá nhưng giờ tục ao ấy nâng á anh nâng có chú mua thật chìa tận xa thư ao ấy mất tập hiệp rùa nâng mùi khí nâng bàn sọc đà ủa thật hò dạy tiết ủa thật hò thà chui cách ca nghe chư chá mình ấy nhận vô mà mình bông ơn mình vô hủy luôn nằm nè ai nhá ở đây khơi nên mình là tham ăn thì dùng hay mình nhôm thì dùng còn ai đặt tham ăn dùng dùng không đặt tham ăn đi chắc ơi ta hiện lẽ băng ở kia từ bình từ màu tít tít chắc nâng cái hai mê ta cài cảm tha từng off nè mà mê ta cài cảm hay anh nâng bàn bon đó đau ngay khỏi tức dương lùm ba miên tục lùm ba vĩnh cái chui dương bình kia nó khơi ô mình nó lo nó đang khâu đang thở che chui cái này nó mệt ta cài và cảm tí pí lúc hai mệt ta vẽ chay cảm xong thà tặng ngon cái niềm nè mệt ta vẽ chay cảm nó sầm đầy sầm đầy bờ ruột bút bút lúc bắt đâm thà ở bờ ruột tiếng nữ mốc bờ ruột tiếng nữ cào bên này dương chun ca khát bờ ruột nữ mốc càng khỏi ớt xứ bru hay nâng ấp bạc cái thì chẳng làm bay ở muôn là cung nâng bạc cái bắn tha đây nơi tha đây với bắn là con ong chặt nâng ấp miên cùng nụm cùng cuồn nè chẳng mệt ta vẽ chạy cầm đó tị bay mệt ta mà nô cầm tham mới tận ấp này mệt ta mà nô cầm nâng cùng nứt xong bay dương nơi đạch thì khnề cả đau thì có ấp miên bầm nòng à khó ắt miên bẩm chọn chuẩn bẩm lịch ắt miên chọn phước bạc nè nâng đá tề bẩm chăng ấy pê cái đăng cầm nứt mình nè nâng tham mình lo chẳng pu hiếu tôi chỉ vậy phải em mấy cô mày vậy coi dương ắt cho chết đấy mày nó chưa chăng nghe bị phu dương dương đăng mình nè nâng tham bẩm nón ắt ắt lo chăng bẩm put luôn ai dương miên mán mấy bảy miên ấy khác sạm mới mê ta cài và cắm mê ta vẽ cháy cắm tị bấy mê ta mà nô cầm đó tị bún lúc áo dương chạy lệ đôi tha dương miên ấy trắng cùng cầm nành cùng hộp ta mình nè ai chạy bày chạy ở kia từ bên từ màu bơ nông thộp đấy miên là khmer bì nẹ hương khmer muối cả con tụ cô đại chia ri chụp bột, hôm nay mui tiết cả con ngày chụp mui khnien nưng, vẫn là chỉ côn rồi bỏ hà mạt, hay prehri chia đào mơ vẹn nưng ngày nã nã khác cả ngày nưng hai mọt đi chụp mui côn anh rồi ta thôi miền mật phe khnien chẳng á, bán côn là mạt mui cả con ngày nưng mọt đi nơi cái bãi nưng ri chụp bột nưng, anh đào vẹn hôm nay kia chụp chè khnien, hôm nay túi nưng á. Côn riêng chữ bót vậy tha nè khơi nhé cà bị chuyện muốn là anh tha ơi thưa tiền khá tới mình phổng thưa chẳng ban một cà thưa côn cái nhóm kia này này nhóm á thưa tiền bán cho một cà chị ấy kì côn sạch chứ à anh đằng na anh cảm ơn anh xin anh bán suy xì tại côn tui nó ngát vì vậy cái nè ban ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងព្រះអង្គប្ររូបរឿងក្មេងពីរអ្នកជជែកគ្នានឹងព្រះអង្គលើកពីអតីតជាតិរបស់ក្មេងនឹងពីរអ្នកនឹងកាលពីអតីតជាតិជាអ្នកបួសដូចគ្នាប៉ុន្តែមួយនោះដើរបិណ្ឌបាតមកបានអីមកចែកគ្នាទៅតិចតិចតិចទៅហើយដល់ពេលចែកគេមិនចេះគេអរគុណ kê xả lanh, kê rộp an, bê miên tục thở rẽ kê chui bênh tơ ông mùi tiết ắt khoa tê bần ban mán chăn bần đăng sợ ná các bạn đừng đọc bê bọn xâm đáy tới bì nẹ nâng bê tơ
ើតជាទេវបុត្រកើតក្នុងកំណើតជាទេវបុត្រដូចគ្នាប៉ុន្តែម្នាក់នោះមានយុះមានស័កមានគេស្គាល់មានពន្លឺមានវិមានស្អាតម្នាក់ទៀតទៅកើតជាទេវបុត្ររាសាមញ្ញធម្មតាហើយមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងមួយបានមកកើតជាអីគេមិញមួយបានកើតជាអីគេមួយបានមកកើតជាកូនស្ដេចហើយមួយទៀតបានធ្វើកូនអាមាទេអញ្ចឹងការចែករំលែកទៀនហ្នឹងមានអីចែកគ្នាបន្តិចបន្តួចហ្នឹងបានបន់តាមិនបាច់ចាំបាច់ទៅធ្វើរោងធ្វើបន់អីក៏បានបន់ដែរហើយបានបន់មួយទៀតគឺបានមិត្តភាពល្អការស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាទីម៉ានហ្នឹងមិនទីម៉ានទេទី4ដែរទី1ទៀតលោកថាជាអ្នកមានសិលប្រហែលមានសិលធម៌នោះនៅប្រហែលគ្នាឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនឹងស្អាតទៅស្អាតដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅបាននៅមួយគ្នាកើតមែនណាហ្នឹងហើយហើយបើអ្នកនឹងម្នាក់លោឡនលោម៉ាមុំម៉ាំងមុំម៉ាំងម្នាក់ទៀតគ្នាស្ងៀមស្ងាត់នោះនៅមួយគ្នាបានណាអត់ទេអញ្ចឹងមានសិលធម៌នោះនៅប្រហែលគ្នាហ្នឹងបាទនោះនៅមួយគ្នាបានយូរម្ល៉េះហើយមួយទៀតការយល់ឃើញបើក្នុងធម៌លោកហៅតតិការយល់ឃើញហ្នឹងក៏ប្រហែលគ្នាដែរបើក្នុងនិយាយពីប្តីប្រពន្ធវិញបើម្នាក់ផឹកស្រាម្នាក់ចូលវត្តគូពិបាកនៅមួយគ្នាដែរមែនទេអញ្ចឹងតោះឡាតតិប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងប្រពន្ធលោកថា6ហ្នឹងគូការទាំង6ហ្នឹងបើទោះជាអ្នកនឹងបែកគ្នា10 20 30ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏នៅនឹកគ្នាដែរក្នុងភាសាធម៌លោកហៅសារានិយធម៌ឥឡូវសុំសុំថាទាំងអស់គ្នាមើលសារានិយធម៌សារានិយធម៌សារានិយធម៌សារៈហ្នឹងសារៈហ្នឹងប្រែថានឹកគ្នាសារានិយធម៌ប្រែថាធម៌ធ្វើឲ្យនឹកគ្នាអាត្មាធ្លាប់ទៅអាមេរិកនឹកឃើញញោមខ្លះដែលគាត់បានរួចខ្លួនពីប៉ុលពតទៅនៅអាមេរិកហើយគាត់ធ្លាប់អាស្រ័យជាមួយនៅផ្ទះរបស់អ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងណាបងប្អូនតែធ្លាប់ជួបខ្លះដូចថាអ្នកស្រុកហ្នឹងចេះតែលួជួយលាក់បាំងទៅជួយឲ្យបាយឲ្យទឹកទៅគាត់បែកពីអ្នកហ្នឹង30ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏មិនអីក៏មិនអីគាត់នៅតែនឹកឲ្យមិនទៀតនឹកឃើញដើរមករោហើយមានបានជួយអីច្រើនណាអត់មានជួយអីច្រើនណាជួយយ៉ាងច្រើនបាយមកវាវែកអីហ្នឹងប៉ិនក្នុងគ្រាលំបាកអញ្ចឹងបានពុទ្ធលោកថាហ្នឹងសារានិយធោធោឲ្យនឹករលឹកគ្នាឬក៏កៈរុករណៈធោធោឲ្យចេះគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកយើងគោរពគេក្នុងន័យមួយជាឋានៈទូនាទីយើងត្រូវគោរពហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយទៀតមានអីគេដែលបីធ្វើអីគេគោរពបានមានអីគេមានគុណធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងយើងក៏សាងភាពមិត្តភាពហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅរស់នៅមួយគ្នាបានសុខអនុមោទនា